em với tôi với tư cách là người sáng lập và phát triển và tác giả tất cả các bài học. Lần này tôi và các cộng sự của mình có cho ra mắt một cái bộ sách tên là Cô Mắt và Tư duy cho trẻ em, gồm có 6 tập. Và lần này chúng tôi hướng đến các trẻ em từ 4 đến 6 tuổi. Vì sao lại chọn đối tượng này? Bởi vì chúng ta đã biết là giai đoạn vàng để phát triển não bộ và các cái thói quen học tập chính trong giai đoạn trước khi các trẻ đến trường học tập chính thức. Trong giai đoạn này thì không thể nào mà trẻ tự mình tham gia các hoạt động học tập. Và vì thế thì tôi có viết cho mình bắt đầu cuốn sách này là chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành với các cha mẹ, và các cha mẹ sẽ là những người thầy đầu tiên của con mình trong các bài học toán học. Có rất nhiều người đặt câu hỏi với tôi là có cần thiết phải có một trình độ toán học thế nào đó thì mới dạy được cho các con hay không. Tôi đồng ý là bất cứ một người thầy thì đều cần phải có một trình độ có khoa học, có sư phạm để có thể dạy cho con mình. Nhưng với những người thầy đầu tiên, tức là cha mẹ của mình, thì cái gì sẽ là cái quyết định của cái trình độ này? Và trên trình độ của cha mẹ thì chính là cái khả năng tương tác với con, cái sự kiên nhẫn và làm bạn cùng với con bằng cái sự thấu hiểu. Trong cuốn sách này thì tôi có hướng dẫn rất là chi tiết. Tất cả trẻ em từ 4 đến 6 tuổi thì không thể đòi hỏi các em biết chữ được. Như vậy đầu tiên là cha mẹ có thể giúp các con học các đề bài. Và thứ hai là tất cả các bạn đề bài đây chúng tôi đều viết lại các câu chuyện để cho cha mẹ dễ dàng tương tác, hoặc là một cách nào đó thì có thể tương tự. Lúc sáng chúng ta có thể chơi với Shopee, thì buổi tối chúng ta có thể kể một câu chuyện với một con mèo và con chuột, tôi với Larry. Hoặc là có thể kể với cái cối ở trong gia đình, hoặc là kể với cả chính các bạn các con. Và chúng tôi mong rằng là các câu chuyện trong một cuốn sách này thì chỉ là một cái hình thức tương tự thôi. Còn cha mẹ thì sẽ nhìn thấy và mình hoàn toàn có thể sáng tác ra những cái bài toán, những cái câu chuyện tương tự như vậy. Và vì thế thì tôi tin rằng là những bài học trong cuốn sách này thì thực sự sẽ là những cái bài người bạn đồng hành với cha mẹ, để cha mẹ có thể tự mình trở thành người thầy của các con, đồng thời lại làm cho cái sự giao tiếp của cha mẹ và các con nó không bị nhàm chán. Tôi đã thử nghiệm các cái bài học này trong tất cả các trung tâm của Comac thì nhận thấy rằng như này, các cái sách bình thường mà viết cho trẻ em thì hoạt động của các trẻ là cứ mở sách ra và tô vẽ hoặc là cái việc là nói như thế thì rất là tôi không biết mình như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cái gì đó nó nhạt, nó đơn giản, nó nhàm chán mà không thể tương tác giữa cha mẹ và người lớn cũng như là bạn bè. Trong khi lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi thì trẻ em không những là phải phát triển về sức khỏe, phát triển về ngôn ngữ, phát triển về các khả năng tương tác, những điều đó cần thiết hơn cả so với cả một kiến thức. Vì vậy thì chúng tôi đã thiết kế các cái bài học toán học theo cái hướng là đó chính là bối cảnh của cuộc sống, và cái thứ toán học chỉ là cái sự cài đặt của trong những cái đó mà thôi. Vì vậy thì nó cần thiết với tất cả các trẻ em nào mà muốn mình có một cái bối cảnh cuộc sống rộng hơn và được sư phạm hóa trong những tình huống đó, để có thể sớm nhận ra những cái toán học hoặc là những cái kỹ năng phương pháp tư duy của toán học để giúp cho trẻ học toán mà lại không phải học toán chơi, nhưng không phải là lãng phí thời gian, phát triển cả những cái niềm thú của mình và những cái câu chuyện khoa học xung quanh đó nữa. Tại sao gọi là chương trình toán học? Bởi vì tôi và các cộng sự của mình đã xây dựng được những cái chương trình để viết lại các cái bài học toán theo cái phương pháp trải nghiệm. Ở đó thì tất cả các cái kiến thức toán học đều được cài đặt vào trong các trò chơi, các tình huống có vấn đề để trẻ trong quá trình trải nghiệm các trò chơi và các tình huống có vấn đề đó thì sẽ tự tìm đến các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng toán học của mình. Trong mỗi một cái bài học của cô Mát thì cũng thường chúng tôi sẽ trải qua bốn cái tình huống. Thứ nhất là các bạn sẽ được khởi động trí não của mình bằng các cái trò chơi và các cái mô hình toán học, và sau đó là các bạn sẽ tiếp cận các cái kiến thức rồi sẽ thực hành và phát triển sáng tạo nó. Và mỗi một bài học như vậy thì đều khiến các trẻ em không những là hứng thú và tìm thấy cái phương pháp học của chính bản thân mình, rèn luyện cái cách tự học, mà còn cung cấp cho trẻ kiến thức và nền tảng để phát triển các cái loại hình tư duy khác nhau, không chỉ có toán học mà còn phát triển về ngôn ngữ, về cảm xúc tích cực và cái sự chịu khó vượt khó để hoàn thiện cái tự học của mình, cũng như là tự tin rồi
tích lũy các kiến thức cũng như các kỹ năng, các phương pháp tư duy. Vì thế thì chúng tôi rất là tự hào trong hơn 6 năm qua thì ở trung tâm báo của chúng tôi đã đào tạo tiếp hơn 10.000 học sinh và các bạn.